Lúa kính chào quý vị. Video này hay lúa hướng dẫn cho vị này sử dụng cái máy Yanom này ha. Thì tất cả những cái máy ở cửa hàng máy may hay lúa thì trước khi gửi đi cho khách thì lúa đều làm video hướng dẫn, ngoại trừ là khách yêu cầu không cần. Còn nói chung là bây giờ cũng còn rất là nhiều người là còn lạ lẫm với những cái máy móc của ngành may lắm, cho nên là phải chịu khó thôi. Thì đây là cái máy chủ yếu là làm khuy ha, cái máy chủ yếu làm khuy. Để khui cái máy ra, kéo cái này xuống nè, kéo cái này xuống bật lên ha. Bên này cũng vậy, kéo này xuống bật lên. Rồi thì lưu ý là trên cái nắp này đó, nó có khay đựng đồ rồi ha. Nhìn giống, nhìn cái này nhớ mấy cái khay cơm ở trong công ty may những năm 1900 hồi đó quá. Rồi khi mà mở cái móc này ra thì mình cứ nhấc cái này ha, nhấc cái này ra đó. Thì máy này hôm trước là lúa đã giới thiệu rồi á, lúa đã giới thiệu sơ qua rồi, thì bây giờ lúa hướng dẫn cách sử dụng thôi, để cho khách người ta an tâm, người ta sử dụng đúng cách để cho nó đừng có bị trục trặc cái gì á. Thì vẫn là câu nói cũ, lúa nói là cái máy là cho dù mình mua có bao nhiêu triệu đi nữa mà mình không biết cách dùng thì nó cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi. Đầu tiên á, là cái chui điện nè, cái chui điện của cái bàn đạp á, là phải gắn ngay trên cái cục biến điện ha, bởi vì máy này là xài điện 110 ha. Rồi cái chui cắm nè, cái chui cắm mình cắm vô đây, nó có hai đầu khác nhau đó, mình cắm lộn đầu nó cũng không có vô nữa ha. Cho nên là khi mà tất cả máy móc cho dù hiện đại cỡ nào, nhưng mà khi mà mình lắp ráp hay mình kết nối mà mình cảm thấy nó vướng víu đồ thì đừng có cố ha, là nó banh xác luôn á. Rồi cắm điện vô đó. Thì cái công tắc này là cái công tắc nó cho phép mình điều chỉnh cái tốc độ á, điều chỉnh cái tốc độ máy á, là nhanh chậm vừa đó, chậm vừa nhanh chứ nói ngược. Rồi bây giờ mình sử dụng cái máy này ha. Thì đầu tiên là mình phải kiểm tra cái ở trong máy cho nó đang là cái cam gì. Thì thông thường nó là cái cam số 0. Cái cam số 0 thì nó sẽ cho mình may đường thẳng và làm khuy. Thì cái cam nó nằm trong này nè. Thì ở trên này cái núm dặn nè, cái núm dặn nó có chữ off nè. Thì đây cái nốt đen này chính là cái nơi mà gọi là cái chỗ mà căn cứ á, cái chỗ mà nó có hiệu lực á, mình dặn mấy cái núm dặn á. Đó, đó, dặn qua trái. Cứ làm lại ha. Nè, tới chỗ chữ off nè, tới chỗ chữ off nè mình dặn qua trái là cái nắp, chú ý cái nắp ở đây ha. Là cái nắp nó sẽ bật lên. Đó. Thì cái cam nó nằm trong này. Đó thì hiện tại thì cái cam này là cam số 0. Sao nó không thấy gì hết vậy ta? Đó thấy rồi ha. Thì cái cam này là cái cam số 0. Nó cho mình chạy zig zag nè, chạy đường thẳng rồi làm khuy. Thì cái cách lấy ra là chỉ cần nhét nó ra thôi ha. Nhấc nó ra thôi. Cái này là nhổ nó ra thôi. Đó. Thì trong này nó có một cái chốt nè. Thấy không? Sao soi hoài nó không có sáng nè. Đó. Trong này nó có cái chốt nè. Thì cái chốt này là nó tương ứng với cái lỗ ở trên cam. Thấy không? Tương ứng với cái lỗ trên cam. Thì khi mình đặt cái cam vô là cái lỗ, cái chốt đó nó phải âm vô trong cái lỗ.
đó, thấy không? Cái chốt nó âm vô trong cái lỗ như vậy, xong rồi mình đậy nắp lại. Rồi thì như Lứa nói là cái cam số 0 đó thì nó sẽ cho mình may đường thẳng với lại zích zắc với lại làm khuy ha. Thì bây giờ nó đang sẵn là cái chân vịt làm khuy nè. Thì bây giờ Lứa làm khuy, Lứa hướng dẫn cách làm khuy của cái máy này. Thì cái máy này chủ yếu là cái người mua họ mua để chủ yếu làm khuy với lại chạy trang trí rồi thôi. Còn may thì là cái việc phụ ha. Đã may máy công nghiệp rồi thì không có ai sử dụng cái máy này để may hết ha. Chức năng chính xịn sò của nó là nó thêu trang trí với lại làm khuy với lại đơm nút. Thì bây giờ sẽ làm khuy. Làm khuy thì làm khuy thì ở trên cái núm dặn ở ngoài cùng này nè. Thì nó có ba con số. Nó có ba con số, số 1, số 2, số 3, thấy không? Đó. Thì cái số 2 là cái số mà nó khóa hai cái đầu khuy. Cái số 2 á là nó khóa hai cái đầu khuy này nè. Còn cái cạnh bên này của cái khuy á thì nó là số 1, cạnh bên này là số 3. Đó thì mình phải nắm rõ cái quy trình của cái máy nó đi như vậy. Thì thông thường thì mọi người sẽ làm số 1, số 2, số 3 rồi quay lại số 2, đúng không? Nhưng mà theo sự dạy dỗ của mấy ông thợ máy đó thì đầu tiên á là mình chọn số 2 trước. Có nghĩa là mình cho nó khóa cái đầu khuy trước. Xong rồi mình cho đi tới hay là đi lùi thì mình chọn số 1 hoặc số 3 rồi quay lại số 2 thì khóa cái đầu khuy còn lại. Như vậy thì nó sẽ dễ và chính xác hơn ha, hơn là mình cho nó đi số 1 trước hoặc số 3 trước. Nhớ ha, nhớ là khóa đầu khuy trước xong rồi cho đi tới hoặc đi lùi, cái đó là tùy mình. Rồi cái đó là cái núm dặn bước số 1, số 2, số 3 làm khuy ha. Làm khuy 4 bước nhưng mà nó chỉ có 3 số. Số 2 là sử dụng 2 lần. Rồi cái núm này là để khi mình may đường thẳng là để lại mối đồ á, ấn vô nó lại mối. Rồi cái này là mình chỉnh thưa nhặt nè. Ở trên cái núm dặn nó có cái khuyết nè để mình canh chỉnh nè. Cái vạch này nó nằm ở đâu thì nó có tác dụng ngay cái con số đó ha. Thì khi mình làm khuy á thì ở trên này nó quy định chỉ có đoạn này thôi, từ 0 đến 1 nè. Thì tùy vô là mình muốn cái chỉ nó thưa hoặc dày thì mình điều chỉnh dao động từ 0 đến 1 đó. Thì Lúa để ở mức giữa ha, mức giữa của cái hình cái biểu tượng cái khuy này nè, đó vậy thôi. Còn cái này nè, cái này là cái mình thay đổi cái biên độ cái biên độ rộng hẹp của cây kim á. Cây kim nó chọt qua chọt lại thì nó thay đổi cái biên độ rộng hẹp của cây kim á. Thì cái này nó gạt qua gạt lại thôi nè. Ví dụ như mình vừa cái tay bên trái này mình vừa đẩy cái này thì ấn cái này một cái là nó khóa lại, hoặc là mình muốn mở thì một tay này mình giữ nó lại nè, ấn cái này nó tuột ra. Nhớ ha, cái này là cái khóa ha, cái thanh này nè đó, mình đẩy tới đâu mình ấn cái nó khóa, ấn cái nó mở, ấn cái nó gài lại, ấn cái nó mở ra ha. Thì nó cho phép từ 0 đến 7 nè, đó cái số nè, nó cho phép từ 0 cho đến 7 ly nè, là cái biên độ mà cái kim nó nhảy qua nhảy lại đó, là từ 1 ly cho đến 7 ly. Thì đó, mình ấn cái là nó gài lại, ấn cái là nó mở ra ha. Còn cái này cái này là cái núm nâng hạ bằng lừa, thấy không? Đó. Thì để khi mình đơm nút đó, thì mình đưa xuống cái chữ down là cái bằng lừa nó đưa xuống dưới cùng thì
là để mình đâm nút đồ. Còn bình thường mình may ha, mình làm khuy thì mình đưa lên cao ha. Nhớ là mình nhận máy về đó mình phải vô dầu rồi ha, để luôn nói luôn. Thì lâu lâu á là mình mở hai cái con ốc này nè, mở hai cái con ốc này mình lấy cái mặt nguyệt ra, mình vệ sinh bụi bặm rồi mình may. Lâu lâu á thì bụi nó sẽ đóng kín ở dưới cái bằng lừa, nó làm cho nặng máy á. Thì mình vô dầu đồ này nọ rồi mình vệ sinh bụi rồi mình bật cái máy lên, bật cái máy lên để mà mình nhỏ dầu vô mấy cái khớp ở dưới đít máy ha. Còn cái nắp ở trên cùng này, cái nắp ở trên cùng cùng này thì sao không thấy ốc ha, hình như là chỉ dở lên thôi. Đó đó đó, đây cái nắp trên cùng nè, cái nắp trên cùng này chỉ có dở vô dở ra thôi ha. Đây cho mọi người xem luôn đó, mình thấy chỗ nào mà nó có khớp chuyển động đó là mình nhỏ dầu vô chỗ đó là được ha. Rồi ở đây đằng trước nó có bóng đèn nè, đằng trước nó có cái bóng đèn nhưng mà chắc tháo ra luôn đi. Tại vì thứ nhất á là cái bóng đèn này xài điện 110 nè, nhưng mà nếu mình bật cái bóng đèn này lên á là nó sẽ hút điện bớt, nó hút điện bớt từ cái này ra. Rồi cộng thêm nữa mà cái điện ở khu vực nhà mình á mà nó lên xuống bất thường á, nó mạnh nó yếu thất thường đó, thì cái biến áp này nó sẽ tuột theo đó. Tại vì cái biến áp này á là nó nhiệm vụ của nó là làm giảm đi một nửa dòng điện. Ví dụ như điện nhà mình đang là 220 thì nó giảm còn lại 110 cho đúng cái máy xài, đúng công suất. Nhưng mà lỡ điện nó tuột xuống còn có 200 hoặc 180 thì cứ lấy cái con số mà nó tuột xuống chia đôi ra. Thì nếu mà chia đôi ra xong mà cái con số nó không phải là 110V thì cái máy nó sẽ chạy bị yếu, là nó tùy, nó phụ thuộc vô cái nguồn điện này nè. Thì Lúa nói cái điều này để cho những người mà xài những cái đồ mà điện 110 đó là phải lưu ý ha. Nhiều khi cái máy nó hoạt động không ổn định là phần lớn là do cái mình phải để ý, có thể là đổ thừa điện không. Mình phải để ý là có thể là điện ở khu vực nhà mình nó lên xuống thất thường á. Nhiều khi mình lấy ra làm việc đúng ngay cái lúc mà điện điện nó xuống thấp á, thì nhiệm vụ cục này là nó hạ xuống còn có nửa dòng điện. Thì điện mà tuột xuống còn có 180 thì nó chia đôi là có 90 thôi. Thì dĩ nhiên nếu mà điện nó vô cái máy 90 thì nó sẽ chạy chậm hơn là 110. Đó, giải thích vậy để mọi người hiểu mà đừng có lo lắng ha. Rồi thắc mắc là tại sao, ủa cái máy này cái máy cơ chứ đâu phải máy điện tử đâu mà chạy lúc mạnh lúc yếu. Đó, thì mạnh yếu là có thể do dòng điện ha. Còn những cái máy điện tử đó nếu mà nó tuột xuống quá là cái máy nó không hoạt động luôn, nó sẽ báo lỗi đó. Lúa nhắc cho mọi người mà những người mà dùng cái máy điện tử đó mà lúc nó báo lỗi còn lúc nó hoạt động bình thường là mình phải đo cái nguồn điện ở nhà mình coi nó ổn định hay không nha. Đây lúa bỏ cái bóng đèn này ra thì lúa sẽ tặng thêm cái đèn led. Đèn led này xài điện 220 ha. Rồi bây giờ mình làm khuy ha, nó đang ở có cái chiến dịch làm khuy thì tiện mình làm khuy ha. Rồi bây giờ mình chỉnh cái biên độ nè, chỉnh cái biên độ này cho nó rộng ra ha. Rồi để cái khuy đây ở ở cái mức mức giữa của cái đoạn mà nó cho phép nè. Bây giờ mình sẽ đưa nó về số 2 nè, mình khóa đầu khuy trước ha. Rồi đưa về số 1 nè, là cho nó chạy chạy tới. Mình muốn cái khuy nó dài ngắn như thế nào là tùy ý ha. Canh mình canh ở trên cái chân vịt này nè, nó có cái vạch nè đó, mình muốn cái khuy nó dài ngắn. Còn cái độ rộng của cái khuy á, thì mình điều chỉnh cái biên độ này, cái biên độ rộng hẹp này nè đó, vậy thôi.
Rồi chạy tới đâu rồi, số 1 rồi ha. Rồi bây giờ quay trở lại số 2 nè, khóa đầu phi ha. Rồi, rồi số 3 nè. Đó, vậy là xong. Đó thì mọi người nhìn cái phi nó làm ra đó là không có thua gì cái phi ở ngoài dịch vụ ha. Sở dĩ mà thấy nó thưa thưa này là do lúa kéo á, lúa kéo cái miếng vải nó quá tai á, chứ không phải là do máy bổ mũi gì đâu ha. Còn chỉ nó xấu đẹp là do mình chỉnh thôi ha. Chỉ trên chỉ dưới mà xấu đẹp đó thì mình chỉ có việc là tăng giảm cái đồng tiền này nè, tăng giảm cái đồng tiền này thôi. Rồi bây giờ hai chân vịt rồi mình may thử cái đường thẳng ha. Thì bây giờ để may cái đường thẳng đó thì mình mình hạ cái biên độ về số 0 nè. Trước tiên á là hạ cái biên độ về số 0 ha. Rồi mình dịch chỉnh thưa nhặt là đặt ngay số 2 đi. Rồi cái núm trong cùng này là nó có chữ R, M, L. Đó. Thì M là cái kim nó nằm ở giữa, cái đường may nó nằm ở giữa cái chân vịt ha. Rồi. Còn nếu mà mình chỉnh cái chữ R thì cái chân vịt nó nằm sát cái cạnh ở bên trái. Rồi, nếu chữ R thì cái kim nó sẽ nằm sát ở bên cạnh bên phải của chân vịt. Đó, thì nó có 3 vị trí may đường thẳng. Nhưng mà thông thường thì cứ lệ chữ M cho nó đi ở giữa ha. Đó, thì vậy thôi. Giờ may đường thẳng mà thì nó cũng dễ. Cái núm này nè, nếu muốn may đường thẳng thì mình soi cái núm dặn nó về chữ S nha. Đó. Gì đây? Cái đường may thẳng của nó đây ha. Chỉ trên là quá đẹp, còn chỉ dưới là hơi không đẹp. Là lý do là chỉ trên mình hơi lỏng ha. Thì mình siết chỉ trên vô, siết chỉ trên vô, siết theo chiều kim đồng hồ á. Đó thì cái mà chỉ trên chỉ dưới nó đẹp hay xấu đó là do mình chỉnh cái núm này nè, cái núm dặn này, siết đồng tiền này thôi. Nếu mà nó bị lấn cấn hay không hiểu thì cứ alo cho Lúa, cái số Zalo có trên màn hình đó. Thì mọi người gọi cho Lúa, Lúa hướng dẫn, nó cũng dễ, không có cái gì phải lo sợ hay là quảng hồn gì hết ha. Rồi còn về đánh suốt đó, thì mình bỏ cái suốt vô đây, xong rồi mình đẩy cái này qua, rồi chỉ bắt đầu từ đây nè, đi qua cái đồng tiền này, đi qua cái đồng tiền này. Xong rồi mình quấn vô cái suốt, quấn vô cái suốt là mình gạt cái này vô là mình đánh suốt đó. Rồi bây giờ mình sẽ thay cái cam, mình thay cái cam để mình chạy thử một mẫu ha. Cái này nó bật rất là mạnh, cái này nó bật rất là mạnh nè, cho nên nó là nhiều khi mà mình mở cái này ra mình dặn á, thì mình lấy ngón tay, mình lấy tay mình đỡ nó ở đây, đừng có buông luôn cho nó bật ra như vậy ha. Riết rồi nó sẽ hư cái nắp này. Thì khi mà mình dặn cái núm này thì mình giữ cái này để cho nó đừng có bật mạnh ra đó. Đó, mình xài đồ chỉ cần để ý một chút thôi là nó sẽ bền, không có vấn đề gì. Bây giờ mình lấy cam ra ha. Thì cái này á là do chỉ cần mình điều chỉnh cái biên độ rộng hẹp, rồi mình chỉnh thưa nhặt, thì mỗi một lần mình thao tác mình chỉnh nó sẽ cho ra một cái hình khác nhau đó. Nó tùy theo cái trí sáng tạo của mình chứ không có gì hết á. Ăn thua là mình chỉnh cái biên độ rộng hẹp nè, rồi thưa nhặt nè, đó vậy thôi. Rồi mình may một kim hay là mình may hai kim thì nó sẽ cho ra cái hình khác nhau. Như trên cái núm dặn này nó sẽ cho phép mình may hai kim nè,
là ở cái chữ Twin nè. Đó, khi mà mình mai hai kim là mình chỉnh cái chữ Twin này ngay cái vạch này ha. Vậy thôi. Còn để cho đảm bảo thì đó, khi mà mình may đường thẳng thì mình đưa cái chữ set này, có nghĩa là mình may một kim rồi đưa cái này về chữ S là mình may thôi. Mình may hai kim cũng vậy ha, là đưa về chữ S nè, đưa về chữ Queen nè, thấy không? Đó, thì mình may hai kim đó, vậy thôi. Rồi bây giờ mình thêu thử một mẫu ha. Rồi cứ để ngay chữ S luôn, để ngay chữ S luôn. Rồi ở đây cái biên độ này cho nó ra hết luôn. Đây cái biên độ nè, cái này đẩy qua nè, rồi ấn vô khóa lại ha. Rồi cái độ nhạc thì cho nó ở ngay chỗ làm khuy thử làm sao ha. Cho nhạc tí nữa nè, nó sẽ cho ra hình khác ha. Đó, thì chỉ cần mình thay đổi cái biên độ rộng hẹp là nó sẽ cho ra cái hình khác nhau ha, vậy thôi. Thì Hai Lúa rất là cảm ơn những người đã tin tưởng Hai Lúa như cái máy này nè. Cái máy này là Lúa chỉ có giới thiệu sơ sơ thôi, người ta còn chưa biết cái máy nó hoạt động như thế nào mà người ta chốt luôn, người ta mua luôn, người ta không cần biết nó làm sao, chỉ vì là dại dột tin tưởng Hai Lúa, cho nên là chỉ cần họ thấy Lúa giới thiệu mà họ thích cái là họ chốt luôn, họ chưa cần biết thấy nó hoạt động mô tê ra làm sao hết. Rồi Hai Lúa xin tạm dừng tại đây. Thì em xài máy mà cảm thấy có cái gì lấn cấn chưa hiểu thì nhớ gọi số Zalo cho Hai Lúa ha, số Zalo có trên màn hình đó. Thì Hai Lúa hướng dẫn, đừng có hoảng sợ gì hết ha, thậm chí cũng đừng có sợ mất tiền gì hết ha.